Đặc sản dâu lùi không cần chăm bón của vùng đất Tây Nguyên và Quảng Nam được nhiều người tìm mua. Dâu lùi hay còn gọi là rau bầu đất là loại rau từng nuôi bộ đội trong suốt những năm tháng chiến tranh gian khổ. Nay loại rau rừng vừa sạch vừa mát này được chị em nội trợ ưa chuộng, trở thành đặc sản được nhiều người dân thành thị tìm mua. Trước đây giá rau lùi rất rẻ, chỉ vài ngàn đồng một mớ, nay loại rau này có giá đắt hơn rất nhiều vì luôn cháy hàng. Giá có thể lên tới vài chục ngàn đồng mỗi kg, có nơi bán với giá 75.000 đồng một kg. Rau lùi có nguồn gốc hoang dã, sinh trưởng tốt, không cần chăm bón, thường mọc hoang trên các sườn đồi. Song mấy năm gần đây, rau lùi được ưa chuộng tại thành phố nên nhanh chóng trở thành kế sinh nhai của người dân bản địa. Rau lùi thuộc họ kim thất, thân cây màu tím, lá răng cưa, ưa mọc trên địa hình hơi dốc, có bóng râm phủ nửa ngày. Rau lùi được trồng quanh năm, người dân dùng thân rau cắm xuống đất, 2 tháng sau đã có thể thu hoạch. Người hái từ dãy này qua dãy khác, hái sau 1 tuần, ngọn lùi lại mơn mởn dài. Dãy rau cứ thế vài năm mới phát gốc trồng một lần. Bà con địa phương không dùng phân bón và thuốc hóa học cho cây, một phần vì địa hình xa xôi hiểm trở, một phần vì muốn giữ hương vị rau truyền thống tự nhiên. Sau khi trồng, công việc chăm sóc rau lùi chỉ gói gọn trong việc phát cỏ. Rau thường hái vào buổi sáng và được bà con gùi về trong ngày. Rau được bó ngay ngắn trong lá rong tươi, buộc bằng lá rừng hơ lửa rồi vận chuyển đi bán. Rau lùi có vị cay ngọt thơm mát, cách chế biến đơn giản như xào tỏi, luộc, nấu canh tôm đều ngon. Ngoài ra thì người dân còn dùng rau lùi như một vị thuốc chữa nhức mỏi xương khớp, lợi tiểu, tiêu viêm.